Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa với phiên bản đặc biệt ghép đôi thần tốc phát độc quyền trên mylip.vn. Đây là một mạng xã hội giải trí tuyệt vời. Dù bạn ở bất cứ đâu, chuyện hẹn hò đã không còn là khoảng cách. Ai tuổi mình đang sống và làm việc tại Hà Nội? Mình là Đinh Quang Hải, xã Phúc Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Quán là Hoàng Hóa Thanh Hóa. Quỳnh đến từ xứ Trà, Thái Nguyên. Một chương trình mai mối đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện với sự dẫn dắt của bà mối quốc dân Cát Tường. Kính thưa quý vị, và thể lệ tham gia cũng rất là đơn giản. Những ai đang còn độc thân, đang loay hoay tìm kiếm một nửa yêu thương của mình thì hãy mạnh dạn làm một cái clip thật nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, rất ấn tượng, để giới thiệu về bản thân của mình và gửi đến trang ghép đôi thần tốc trên mylip.vn. Và hàng tuần thì chương trình sẽ chọn ra hai cặp đôi có những sự tương đồng với nhau để ghép đôi cùng nhau quý vị nha. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ xem những clip ấn tượng trong tuần này. Xin chào chương trình ghép đôi thần tốc. Mình là Quỳnh đến từ xứ Trà, Thái Nguyên. Tính xấu của mình đó là quá thẳng tính và dễ nổi cáu, rất là dễ bộc lộ cảm xúc nóng nảy mình ra. Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin mời mọi người đến với phòng ngủ của mình. Mình tự giới thiệu, mình tên là Quý, Lý Hoàng Quý. Ngoài ra thì tính cách mình cơ bản là dễ chịu, hòa đồng, nhạc gì cũng nhảy và ai nhờ gì cũng làm. Hello, xin chào mọi người. Mình tên là Quỳnh và năm nay mình 22 tuổi và hiện tại mình là nhân viên văn phòng. Một trong những khuyết điểm của mình đó là không biết nấu ăn, nên mình hy vọng đối tượng của mình sẽ không đặt nặng quá vấn đề này. Mình ít khi cáu giận hoặc nổi nóng, mọi việc trong cuộc sống này đều có thể giải quyết được bằng một cách nhẹ nhàng, giải quyết được bằng tình cảm. Mình không thích bạo lực, mình sống nhiệt như là New York, nhưng mà mình lãng mạn như Paris, lại có một chút truyền thống của thủ đô Hà Nội. Sở thích của mình là sưu tầm truyện Conan và đọc truyện trinh thám. Đây là những quyển mà mình rất thích đọc. Ngoài ra mình cũng rất thích nhảy. Mọi người thấy chưa, mặc dù đây là một phiên bản mới nhưng mà Tường thấy rằng quý vị khán giả rất là ủng hộ và rất là quan tâm và theo dõi đến chương trình. Đó là những tín hiệu đáng mừng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hai cặp đôi của ngày hôm nay xem họ là ai nha. Trước tiên thì Tường sẽ kết nối với bạn nam nha. Hello, chào em trai ơi. Em chào chị. Ok, nãy giờ đợi có lâu không? Em chờ từ sáng luôn chị ơi. Nôn quá cho nên chờ từ sáng. Đợi chút xíu nữa để chị kết nối với bạn nữ cái đã nha. Vâng. Hello em gái ơi. Dạ, em đây ạ. Wow, cô bé rất dễ thương nha. Có hai mươi lúm đồng tiền y chang tôi luôn. Nói vậy cho anh bên kia thấy tò mò chơi. Chị Tường thấy rõ hai bạn nhưng mà hai bạn thì chưa nhìn thấy mặt nhau. Bây giờ là đầu tiên mình sẽ là phần giới thiệu. Bạn trai, em giới thiệu trước đi. Em xin chào chị Cát Tường, em xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Nguyễn Thoại, em năm nay 33 tuổi. Em hiện tại đang ở thành phố Hà Nội. Em làm về dịch vụ trang trí nội thất, sản xuất và phân phối về các dòng mảnh rèm, rèm tường. Hiện tại thì em là sống với cả mẹ em. Đang ngồi ghi hình tại nhà của mình đúng không? Vâng. Hèn chi thấy cái ghế màu tím tím đẹp dễ sợ. Thôi em gái nghe rõ thông tin của anh Thoại chưa? Konnichiwa. Watashi wa Lê Huyền Trang đề sự. Kotoshi san kissai desu. Thanh hóa karaoke master. Kazoku wa konin desu. Chumi wa saka o suru koto desu. Ikura tai demo gambarimasu. Kodo doroshiku itashimasu. Thoại hiểu gì không Thoại? Em xin tự giới thiệu chị ạ. Em chào chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Huyền Trang, sinh năm 1988, quê gốc là ở Thanh Hóa. Hiện tại em cũng đang học và làm việc tại Hà Nội ạ. Em cũng có kinh doanh ấy, nhưng mà tại vì cái thời gian lâu dài chỉ có một mình nó cũng khá là mệt nên là chuyển hướng về công việc ấy. Thì hiện tại bây giờ em đang học tiếng Nhật ở gần sân bay Nội Bài chị ạ. Em đang có dự định là đi sang Nhật làm việc ấy. Đi sang Nhật làm việc là rồi có người yêu, bỏ người yêu lại hả? Chương trình của em hơi muộn nhưng mà dù sao thì em cũng muốn cho mình một cơ hội, rồi kết quả thế nào thì nó là do duyên số. Rồi ví dụ bây giờ mà bữa nay hẹn hò với nhau rồi anh ấy tìm em rồi hai đứa yêu nhau luôn thì em có đi Nhật nữa không? Thì nó phụ thuộc vào
em bạn trai thế nào, có nhiệt tình với em ở lại hay không? Em xin lỗi, chuông của nhà trường kêu. Ờ, không sao cơ. Có phải đi điểm danh gì không? Không ạ, à, hôm nay là em đã xin. Tại vì em đang học tiếng Nhật ở trong trung tâm. Mà cái thời gian này thì ở đang cách ly ấy. Một tháng nay em không được đi ra ngoài rồi. Để mà tham gia được chương trình bây giờ ấy, là em đã vượt qua rất nhiều khó khăn chị ạ. Theo quy định là không được mặc váy, không được make up. Nhưng mà giờ hành chính ấy thì là các bạn cũng đang học ở dưới lớp. Và ngày hôm nay em phải xin thầy giáo là nghỉ để quay chương trình. Thoại đang ở khu vực nào em? Khu vực của em ở ổn định không Thoại? Em ở quận Thanh Xuân chị ạ. Điểm mạnh điểm yếu của Trang là gì Trang ơi? Cái tính của em rất là độc lập. Em có lập trường. Và bố mẹ cũng rất là tin tưởng vào cái sự lựa chọn của em trong tất cả mọi việc. Hơi thẳng tính mà nóng tính. Trong tình yêu thì em hay ghen. Ghen cỡ nào đó? Ví dụ bây giờ em thấy bạn trai của mình đang đi với một cô gái ở trên đường thì phản ứng của em lúc đó như thế nào? À không chị ơi, ghen văn minh thôi. Là em sẽ cố gắng kiềm chế hết sức để đi theo một đoạn xem là họ sẽ đi đến đâu. Rồi ví dụ như mà họ đi đến một cái nơi nó cũng hơi lãng mạn thì sao? À, ví dụ cà phê đèn mờ chẳng hạn. Em sẽ cho bạn đi luôn, không quay về. À, có nghĩa là vậy thôi chứ cũng chẳng làm gì người ta đúng không? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Thoại? Tại em rất là nhanh nhẹn trong mọi điều kiện, trong mọi công việc. Điểm yếu của em thì là rất là dễ tin người chị ạ. Hơi một chút gọi là vụng về đấy. Khi em đến nhà khách hàng ấy, thì xong lúc làm xong việc rồi đi về là cứ đi cả lời về nhưng không lấy đồ của mình. Về nhà lại khách hàng nhà lại gọi xem bảo là em quên đồ nhà khách. Đó, phải cho mất vài lần là sợ là tự nhiên nhớ liền hả? Rồi bây giờ mình trổ tài năng khiếu coi nè, ca hát nè, làm một bản coi. Chứ bạn Trang ở trong ký túc xá mà bị cách ly nữa chắc buồn lắm. Vỗ tay Trang ơi. Anh muốn thét lên cho vơi nỗi đau ngày qua. Nếu em không về, mùa đông tuyết rơi thêm nhiều, sẽ thêm hơi lạnh khi đời anh từ nay vắng em. Rồi, cảm ơn em. Thoại thích bạn Trang hát bài gì? Thật ra thì em mong muốn là bạn ấy hát theo sở thích của bạn ấy thôi ạ. Thế thì em hát bài một đoạn bài Bức Thư Tình Thứ Hai vậy. Ok. Để cả nhà lắng nghe Trang hát nha. Bước trên đường hun hú, em tự hỏi mình ta đã đi về đâu. Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau, giờ này ta thế nào? Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây. Nếu ngày ấy vào một phút giây khác, có chăng mình trông thấy nhau không? Một đoạn này bạn ấy hát rất là hay, rất truyền cảm chị ạ. Rồi bây giờ giới thiệu một chút về tình trường nè. Bây giờ Trang trải qua mấy mối tình rồi? Em hai mối tình. Mối tình thứ nhất là tình yêu đầu tiên năm lớp 12. Còn mối tình thứ hai là cái người chồng mà em đã ly hôn cách đây 6 năm. Người ta đã có một người khác, họ đã đi lại với nhau khá là lâu rồi. Khi mà đã không muốn quay về nữa thì em sẽ cho đi luôn. Em miệt mài lo vào công việc 6 năm rồi là em không yêu đương gì hết. Rồi, có đứa con nào không? Em có một bé trai năm nay đang ở lớp 2. Vì công việc của em bận ấy nên là cháu ở với ông bà từ bé đến giờ. Em đi đi về về thôi. Bây giờ chị hỏi ví dụ như bây giờ mình tiến tới hôn nhân nữa nè, rồi mình ở với chồng nè, thì mình có định rước con về ở chung luôn không? Hay là vẫn để con sống với ông bà ngoại? Em nghĩ là em sẽ đưa con về sống chung. Tại vì là nếu như mà bạn trai mà yêu thương em thật đủ cái sự bao dung và yêu thương để đón nhận em và con em thì em mới tiến xa hơn. Còn nếu không thì em sẽ tiếp tục cái dự định của em. Thoại ơi, mình nghe câu chuyện của bạn gái như vậy thì em cảm nhận như thế nào? Em cảm thấy em có một sự đồng cảm. Dạ, em xin chia sẻ với chị là về tình trường của em ấy, thì là em có hai tình chính thức. Trong hai mối tình đó thì lý do chia tay là có người thứ ba. Dạ, em xin chia sẻ luôn là em chọn cách là em chọn cách ra đi. Người kia có người thứ ba hay em có người thứ ba? Vâng ạ, người kia có người thứ ba. Trước đây thì em có tìm hiểu một bạn gái
thì tụi em tìm hiểu nhau được 3 tháng. Và trong cái quá trình kết thúc để không tìm hiểu nhau nữa thì có một vấn đề lớn xảy ra. Bạn bên đó có bầu, thì em cũng xin phép qua để thưa chuyện với bên gia đình nhà gái. Họ hàng nhà em cũng xin xuống thư viện rồi, nhưng mà tất cả mọi thứ là cả hai bên không đồng thuận với nhau. Đó, thì em cũng xin chia sẻ luôn là em đã đăng ký kết hôn với bạn đó. Thì em đăng ký kết hôn đây là mang tính đó là em làm tròn trách nhiệm của một người cha bị lỡ thôi. Thì đấy, thì em mong muốn làm sao để cháu có giấy khai sinh, có pháp lý. Về tất cả những cái pháp lý thì hiện tại là tụi em không còn liên quan tới nhau gì nữa. Đã ly hôn sau 8 tháng bắt đầu kể từ ngày đăng ký kết hôn. Tức là bọn em chưa hề về sống chung với nhau một ngày nào cả. Cháu ấy thì hiện tại là sống với cả mẹ. Em luôn luôn làm tròn trách nhiệm của một người cha. Trời ơi, hai bạn này sao đồng cảm với nhau ghê, hèn chi. Thôi bây giờ cái chuyện cũ rồi bỏ qua, mình nói cái chuyện tương lai. Quan trọng hơn vẫn là hai em thôi. Nếu mà chị nghĩ đã hai trái tim mà phù hợp với nhau, yêu thương nhau và có đồng cảm với nhau thì việc gì cũng vượt qua được. Còn nếu chúng ta không có vượt qua được là phải mình chưa phải là duyên ha, mình đang còn tìm kiếm mà. Em thì chưa một lần nào được khoác áo của chú rể, nên em chưa biết cảm giác là nó như thế nào chị ạ. Hai bạn đều là vươn lên trong cuộc sống khi mà cái tình yêu của mình nó bị thất bại. Đó, thì hy vọng là ngày hôm nay bây giờ cái giờ phút quan trọng nè. Chị muốn hỏi thoại là em muốn tìm một mẫu người vợ tương lai như thế nào? Con gái tóc dài, con gái hiện đại. Hiện đại, tóc dài. Sắm mình cũng được, vâng ạ. Sắm mình cũng được, không có vấn đề gì cả. Sắm mình cũng được luôn. Chiều cao thì mạnh mạnh một chút thôi. Tầm khoảng 1m6. Thế là mong muốn chị ạ. Trang nghĩ bản thân mình là người hiện đại hay người truyền thống? Em là một người cực hiện đại chứ không phải là hiện đại. Cực hiện đại. Hiện tại trong cái tư tưởng và trong cái phong cách sống ấy. Em có sắm mình không? Ngày hôm nay em không biết là chương trình có tiết lộ cho bạn trai biết về em hay không. Nhưng mà không bạn hề. Trai nói không có tiết lộ gì cho chị, còn chưa biết em mà sao bạn trai biết được. Em có một hình xăm ở tay. Cái này là tên con trai em và một cái bông. Với cả là em không biết có ổn hay không, em chỉ cao 1m54 thôi ạ. Thoại cao nhiêu thoại? Em cao 1m62 chị ạ. Trời ơi, 1m62 thì gái 1m54 được rồi. Em muốn gái 1m6 cái nó mang giày vô cao hơn em sao? Nhưng mà em hơi nhẹ cân chị ạ, em có 52 cân thôi. Rồi bây giờ để coi nè, để coi bây giờ là cái mẫu người lý tưởng của Trang là như thế nào Trang? Hai cao từ 1m68 thì được. Thấy chưa, cái đàn Thoại cũng thiếu rồi. So với cân nặng của em thì chắc là anh Thoại hơi gầy. Người ta gầy là vì người ta chưa có người chăm sóc, người ta thiếu ăn. Rồi, tôi thấy được rồi, cặp này tôi thấy hợp rồi. Ra khỏi khu cách ly đi, ngày nào cũng đi ăn với nhau là mập liền chứ gì. Bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn gặp mặt nhau nha. Chứ hồi nãy giờ tưởng tượng chắc cũng tức tối lắm rồi. Một. Hồi hộp không? Hồi hộp lắm chị ơi. Hai. Và ba. Kết nối họ với nhau đi nào. Anh chào em. Chào anh ạ. Em ơi, cho anh học một chút nhá. Bây giờ anh cũng 33 tuổi rồi đấy. Thì anh cũng đang rất là mong muốn là mình sẽ yêu ai đó, tìm hiểu ai đó và sẽ đến kết hôn. Thế nhưng mà bây giờ ấy, thì trong cái việc vừa em chỉ chia sẻ thì em có nói là em sẽ đi Nhật ấy. Anh không biết là em định hướng về cái tương lai của em như thế nào. Thì bản thân anh, nếu như mà bây giờ anh ở đây ấy, thì về công việc của anh thì khá là ổn định rồi này. Anh có thể lo được cho em thì em có cho mình cơ hội, tức là cho bản thân em cơ hội hay cho anh cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau hay không? Em đã đồng ý tham gia chương trình là em muốn cho mình một cơ hội rồi ạ. Lúc trước thì là em cũng kinh doanh ở đấy được hơn 4 năm rồi, nhưng mà tại vì là một mình em làm nó cũng khá là mệt. Cái công việc của em thì suốt ngày nó kéo dài từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm như vậy, cái sự dẻo dai nó cũng kém đi. Với lại cái thời gian vừa rồi dịch bệnh ấy, thì em mặt bằng ở đấy nó cũng hơi đắt. Nên là em cũng quyết định nhượng lại cửa hàng đấy để em đi Nhật. Ở Việt Nam thế này cứ một thân một mình cứ lùi thủi thế này, ở cái đất này không biết thế nào. Nên là em mới quyết định đi. Thì nếu thực sự được thì em sẽ suy nghĩ. Thì
tại vì thực ra cái tầm tuổi này thì anh cũng biết rồi, chẳng ai muốn lang thang trước người làm gì. Nhưng mà hiện tại em đang ở trên đấy thì là em đang trong tình trạng là cách ly à? Ở đây thì giáo viên cũng không được ra ngoài mà bọn em cũng không được ra ngoài. Ở quanh quanh cái khu này này, nó là toàn là song sắt và đói vừa. Nhìn nó như là đi tù ấy. Quá hết, không được đi ra ngoài. Thì anh có được đến gặp em không hay là em có được ra ngoài không? Không được ra ngoài, chỉ đứng qua song sắt nhìn nhá. Tức là em học đấy là em học nội trú luôn hả? Vâng, ở đây luôn nhá, đây đang ở trong ký túc này. Thế thì cuối tuần thứ bảy chủ nhật là em được nghỉ đúng không? Chủ nhật thôi ạ. Ủa, xí, chị xuất hiện rồi, cho chị hỏi rõ hơn chút. Mà em học cái này bao giờ mới kết thúc? Dự kiến là tháng 1 năm 21 là em bay ạ. Rồi bây giờ tôi hỏi một câu nè, ví dụ bây giờ hẹn hò người ta quyết định, người ta tới người ta cưới em luôn, thì giờ cái vụ đi nên tính sao? Chị được hỏi cho em chuẩn quá đấy chị ạ. Nếu mà về phía em mà có tình cảm, mà về phía anh và... tiến tới. Thật lòng ấy. Ừ. Thì là em ở lại, và khi em có 4 tiếng Nhật rồi thì... em ở Việt Nam em cũng làm việc được mà. Ủa vậy học trong trường nó đâu có bị gì không? Có hợp đồng, hợp đồ có gì không? Hôm vừa rồi vào là phải đóng tiền rồi chị ạ. Đóng nhiều hết em? Phải đóng trăm mấy chục triệu. Rồi bây giờ nếu nghỉ là mất tiền? Mất 50% ạ. À, mất 50%. Bắt bạn trai đền em ơi. Nếu mà người ta cầu hôn là người ta phải bỏ tiền vô bưng quả qua em. Bỏ tiền vô bưng quả, trả lại tiền học phí em nghỉ đi. Nếu mà bạn gái mà dám vì tương lai thì em sẵn sàng, em sẽ đón nhận chị ạ. Rồi, vậy thì thử thách dành cho hai bạn còn lại là 4 tháng để tìm hiểu. Bây giờ cho người thân vô hỏi ý kiến người thân chút xíu coi sao, được không? Chút là có em trai em và em gái em họ thôi. Không có mẹ hả? Mẹ đi rồi hả? À, mẹ em hôm nay đi làm chị ạ. Hôm trước em có hỏi mẹ là ý mẹ sao thì mẹ cũng còn nói với em một lời thôi. Tất nói cả sao? Do con lựa chọn. Mẹ nói tất cả cho con lựa chọn chứ mẹ để là con chó cưng đang canh kìa. Chó cưng nó thấy không? Tôi mới thấy lạng qua lạng lại. Chào chị ạ. À. Em chào chị, em tên Xỉn ạ. Em cầm điện thoại em quay một lượt cái nhà em, chị coi nhà của ông chủ trang trí nội thất coi nó làm sao. Và bây giờ chúng ta đến với một phút giới thiệu show nhà của Thoại. Ôi trời ơi, cái gì vậy? rơi điện thoại chị ạ. Trời ơi trời. Đây phòng em đây chị, đơn giản lắm chị ạ. Phòng em sao tới hai cái gối vậy? Đấy, em hay ôm gối mà chị. Phòng này chỉ hai gối. Không cắt đâu không? Dạ. Rồi. Ok. Ủa vậy còn cái bàn, cái ghế nãy ngồi tím đó là phòng ai? Đây là phòng mẹ em chị ạ. Ồ, trời ơi, phòng mình không quay đi vô phòng mẹ quay tìm bạn gái hay ghê luôn. Ok. Để lấy hên chị ơi. Nãy giờ hai em ngồi ở ngoài nghe câu chuyện của hai anh chị này rồi, thì bây giờ Minh cảm thấy như cặp đôi hôm nay như thế nào Minh? À, có thể không chơi được cho nhau mà cũng có thể thông cảm được cho nhau nhiều cái. Tính anh Thoại thì phải giao tiếp, không bao giờ lấy là lòng con gái, mà kể con gái người ta còn nhí cũng không bao giờ ấn tượng. Mà thường con gái người ta sẽ có cái ấn tượng ban đầu tốt ý, thì người ta sẽ thích. Nhà với anh ấy thì không có, cho nên là đến bây giờ thì tại là không có một ai thích cả. Tại là ê sắc ế, ok. Ok, thấy nặng luôn chị ạ. Dạ, em thấy chị cũng rất là hợp với anh về cái chiều cao hai người đứng sát với nhau thì nó gọi là cân xứng à. Ờ, cân xứng nhất. Dạ. Em ủng hộ anh. À, không hộ. Em ủng hộ ạ, em ủng hộ. Em cũng nhận tiền ủng hộ vì... Ok, rồi chị tôi... Thấy ạ, nhìn nó hiền lành. Thì là ok. Trong chân chất mà hai nhá, cực kỳ thích hai. Và gia đình nhà em là hợp lý luôn, gia đình em ai quá hay luôn. Tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần quyết định. Nói về cảm xúc ngay bây giờ ấy thì em phải run thôi. Thật sự em rất run luôn. Dạ. Thì Trang về ngoại hình rất là dễ gần, cảm giác rất là hiền chứ. Thì cái đấy là cũng là mẫu người mà em thích. Và em mong muốn là chúng ta sẽ cho nhau cơ hội để tìm. Tại vì là cả hai cái mối tình của em ấy thì em đều bị người thứ ba chen vào, mà là em đều bị bỏ rơi đi. Nên cho em phải anh. Có nghĩa là bây giờ em chỉ còn một chút niềm tin nữa thôi. Nếu mà một lần nữa thì chắc là em sẽ không quên được anh. Anh xin chia sẻ thì anh có phải là một người không? Em là một người mà nói chung là em hay ghen lắm. Nên là tất cả mọi thứ, ví dụ như là điện thoại hay là Zalo hay Facebook, anh đều phải công khai với em, anh có làm không?
Cái đấy thì quá đơn giản với anh làm được em ạ. Chưa gì hết, mới có hẹn hò thôi mà ghê rồi. Mai là để kiểm soát chị ạ. Ok, đúng rồi, yêu nhau mới kiểm soát nhau thôi, đúng không? Cái điều đấy thì em không ngại. Nhưng mà một cái câu này mới là quan trọng nè. Thoại, thí dụ kết hôn rồi, thí dụ đồng ý đi, bạn đấy ở lại, không đi Nhật nữa, ở lại với em, kết hôn với em, về sống với em thì bạn ấy có đem con bạn ấy theo được hay không? Được chị ạ. Rồi, cái đó mới là cái quan trọng, chị chỉ hỏi thôi. Còn bây giờ là đến giờ phút quan trọng nhất rồi, quyền quyết định là của hai bạn nha. Chị Tường nhắc lại, chương trình chỉ là một cái cầu nối cho mình thôi, để mình gặp nhau thôi. Quyền quyết định là của các bạn. Nếu như các bạn đồng ý hẹn hò thì mình đưa hình mặt trời lên. Nếu mình không đồng ý hẹn hò thì mình đưa hình mặt trăng lên. Bây giờ sau 3 tiếng đếm của chị Tường thì hãy cho mọi người biết cái kết quả, sự lựa chọn của mình nha. 1 2 3 Sao mặt trời em cũng thua vậy Trang? Em ở trong này không có máy in. Em in máy cực thế này thì thôi ạ. Thôi làm gì hết hồn luôn vậy đó. Thoại thông cảm nha Thoại. Tối giản được là tốt chị ạ. Hôm nay là vui rồi, các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Hy vọng là trong mấy ngày sắp tới đó, khi mà Trang được ra ngoài thì các bạn sẽ có những cái buổi hẹn hò với nhau. Cô ấy ở trong này buồn lắm nên nhớ gọi điện hỏi thăm mỗi ngày nha. Cảm ơn hai bạn, chúc hai bạn thật là vui vẻ nha. Và có những cái ngày tìm hiểu nhau, bên nhau thật là hạnh phúc. Các bạn tham gia ghép đôi thần tốc thì Viettel sẽ dành tặng cho người tham gia 1 năm sử dụng gói thuốc data SP150K với 90GB tháng trị giá là 1.800.000. Thoải mái online xem show hot cả ngày quý vị nha. Nếu như chúng ta chấp nhận hẹn hò mà tuổi từ 18 đến 22 thì sẽ được chương trình tặng thêm một cặp sim đôi trendy. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt cặp đôi đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị đợi một chút xíu nha, Tường sẽ kết nối với bạn nam trước tiên. Hello, Tường chào bạn trai. Em chào chị. Trời ơi, đẹp trai quá. Bây giờ đợi chị sẽ kết nối với bạn gái ngày hôm nay tham gia cùng chương trình với mình nha. Rồi, hello, chào em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Và bây giờ thì quay lại với bạn trai. Bây giờ em hãy giới thiệu về mình đi ạ. Em tên là gì nè, đang ở đâu, năm nay em bao nhiêu tuổi và đang làm công việc gì? Em là Quý á, tên đầy đủ là Lý Hoàng Quý. Em năm nay 24 tuổi, chuẩn bị 25 tuổi. Hiện đang ở khu vực Hà Đông, Hà Nội. Hiện đang làm chuyên viên tư vấn tuyển sinh tại trung tâm Anh ngữ APAC chị ạ. Wow, vậy là giỏi tiếng Anh đúng không? 25 tuổi mà chị dọn mặt gì mà bún ra sữa vậy, tôi tưởng đâu mới 18 đôi mươi chứ. Mà tại em người em nhỏ đấy cho nên là mặc em phải lâu. À, hiện tại là Quý đang ở với ai? À, hiện tại là em đang ở mình. Vậy em thuê trọ ở mình. À, ở trọ. Ba mẹ em ở Lạng Sơn ạ. Em là gốc ở Lạng Sơn. Ồ, mời em gái giới thiệu, tới phiên em nè. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh trai bên kia. Em tên là Huế ạ. Năm nay thì em cũng 24 tuổi ạ. Công việc hiện tại của em là một nhân viên sale ạ. Sale về cái gì em? Em sale về quần áo ạ, cho công ty ạ. Rồi. Chị ơi, em cũng cùng quê với cả bạn đấy ạ. Lạng Sơn. Dạ. Wow. Wow, trùng khớp nha. Rồi, Huế mộng, Huế mơ. Thì hiện tại là Huế đang ở với ai? Dạ, em đang ở một mình ạ, ở Bắc Ninh ạ. Nhà thì em cũng thuê nhà ở chị ạ. Là hiện tại là đang ngồi đây ghi hình là đang ở Bắc Ninh. Dạ. Còn em là Quý là đang ở Hà Nội. Dạ, em đang ở Hà Nội ạ. Bắc Ninh với Hà Nội cách nhau bao xa vậy? Chị không rành luôn á. Tầm khoảng 30 cây chị ạ. Rồi. Không đến 2 tiếng nữa. 30 cây. Bởi vậy Quý có 30 phút à. Rồi, ok. Vậy là cũng thuận tiện rồi ha. Nhưng mà được cái là hai bạn cùng quê Lạng Sơn với nhau nữa, chắc là cũng có nhiều điểm tương đồng đây. Nhiều khi là ăn uống ẩm thực hay là cái sở thích nó cũng giống nhau thì sao. Bây giờ hỏi Quý trước nè. Bình thường thì điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thấy em vui vẻ, dễ gần. Ai em cũng có thể làm quen được, ai em có thể bắt chuyện được. Mọi người nhờ gì em cũng giúp. Và giúp được thì em giúp hết mình. Thì em ưa những người ôn hòa, nhẹ nhàng. Không thích những cái sự mạnh nhẹ bằng tay chân ấy. Em chủ yếu là thích nói chuyện ôn hòa, nhẹ nhàng thôi. Và nếu mà gặp được những bạn mà ôn hòa, nhẹ nhàng thì em cảm thấy rất là thoải mái. Sống vô tư, nhẹ nhàng lắm. Có điểm yếu gì hay có tật xấu gì không?
Em thì không được khéo tay lắm, theo chùa xong rồi nấu nướng thì em không có giỏi. Nấu nướng thì em biết đủ nấu để có thể sống thôi, chứ để mà nấu ăn ngon thì em không tự tin lắm. Em khá là hiền lành nên là thường bị những người, một số người họ dễ bắt nạt em. Em hơi có một chút nó cổ điển như kiểu London vậy, truyền thống như kiểu Hà Nội, đúng rồi. Cũng hơi có một chút năng động vui vẻ như kiểu Sài Gòn chẳng hạn. Em thích, nếu mà lãng mạn thì chắc là nó phải như Paris chị ạ. Lãng mạn như Paris, cổ điển như Hà Nội, năng động như Sài Gòn, ok, rất hay. Nghe cái qua cái cách giới thiệu của anh á, thì em thấy em và bạn đấy có một cái vài điểm nó khá là tương đồng với nhau ạ. Hòa đồng, vui vẻ và giúp, nếu mà muốn giúp một ai á, thì mình không từ chối, hoặc có thể là nếu như là trong vòng khả năng của mình thì là mình cũng giúp hết mình. Điểm yếu của em á, thì cũng không biết nấu ăn cho lắm. Em có thể là nấu được những cái món mà nó đơn giản thôi ý. Chứ còn nếu như là cái món nào mà cầu kỳ quá thì em cũng không làm được. Sau này mà có ý định là lập gia đình ấy, em nghĩ rằng là mình sẽ học lớp nấu ăn ạ. Rồi, tốt, trời ơi, ta có ý cầu tiến vậy là được rồi. Có tật xấu gì không cưng? Em hay ngủ nướng. Những cái ngày nghỉ ấy, thì là em có thể là ngủ đến tầm khoảng 10 giờ hoặc 11 giờ em dậy. Em dậy xong rồi em ăn xong rồi có thể em lại ngủ luôn cũng được. Còn dậy ăn là được rồi. Nhiều khi chị ngủ một hơi chị không ăn luôn tới chiều tối luôn á chứ. Rồi, tham gia với chương trình của mình thì quý có một món quà gì tặng chương trình không? Lãng mạn thì không thể nào mà thiếu một cái món quà xong ngày đầu tiên gặp mặt được. Quý hát đi quý. Ngày hôm qua em chợt mang nắng tới, chợt làm ngần ngơ đắm say anh chia buồn bối rối. Chợt làm nên câu ca, chợt gọi mùa xuân qua. Đừng dài tay trong tay, anh em mùa xuân nói đám say. Và rồi em đi thật xa, em mang tình yêu không phôi pha. Mỉm cười khi cũng nhớ em, nâng câu hát. Hát yêu em thật nhiều, nhớ mong em thật nhiều. Muốn theo mây và gió đến phương trời đó em đợi ai? Nếu mây kia mà người yêu anh đi về nơi nào xa vời. Nếu xa xôi đành để riêng hai ta về hai phương trời. Nếu xa xôi đành để riêng anh không rời. Để ngày đêm anh với anh mong một ngày không cách xa. Biết đâu mai này là mây thanh tha người say bên mình. Hay quá. Nghe không em? À, em có ạ. Chị ơi anh ấy ạ. Bạn ấy hát hay quá. Rồi, anh ấy đi cũng được chứ bạn ấy cái gì trời ơi, anh ấy cũng được mà. Dạ, em cũng sẽ hát được một đoạn thôi chị nhé. Em sẽ hát bài Em Yêu Anh ạ, của Lương Bích Hữu ạ. Ok. Một người đi chắc sẽ không quay trở lại. Một người mang nỗi đau suốt bao đêm dài. Không còn anh còn em ở đây. Ôm chặt em và tay nắm tay. Vai em gầy đêm khuya lạnh lòng càng nhớ anh. Trời ơi, nó đang còn nghe hay mà thiệt tình. Sao Quý, thấy giọng ca của Quế như thế nào? Nghe cảm động. Nghe cảm động. Nghe cảm động. Thế tình trường của em như thế nào Quý? Đến hiện giờ thì em đang có khoảng 3 bạn cũ. Thì có một bạn kiểu rất là sâu đậm với em ấy. Bạn ấy hiện giờ đã có gia đình và lớn hơn em 2 tuổi. Bọn em quen nhau từ thời điểm mà em học năm lớp 12. Và bạn ấy thì đang học năm 2 đại học. Sau khi lên đại học thì bọn em có những cái con đường riêng, nên là bọn em không dành tình cảm cho nhau nữa. Thế nên là dù sao thì đấy cũng là một tình đầu của em, nên là nó rất là ấn tượng với em. Và trong thời gian gần đây thì độ khoảng 1 năm nay thì em cũng chưa có bạn nào. Còn 2 mối tình sau là lý do như thế nào chia tay? Là không hợp nhau hả hay là như thế nào? Cái quan trọng nhất mà em rút ra là hai người phải có cùng một cái con đường tương lai. Cùng quê thì càng tốt. Okay. Thì nó sẽ tiện. Trước tiên là hôm nay Quý với Quế là cùng quê rồi đó. Thì để coi nó có sự trùng hợp gì nữa hay không nha. Rồi bây giờ thì tới đường tình duyên của Quế thì sao nè? Quế có bao nhiêu mối tình rồi cưng? Từ trước đến nay thì em cũng có 2 mối tình. Mà cái mối tình đầu tiên của em á, thì để cho em nhiều cái ấn tượng nhất, thì em quen anh đấy được tầm khoảng 2 năm. Sau đấy thì em mới yêu. Bọn em yêu nhau thời gian thì khoảng hơn 1 năm thì bọn em chia tay ạ. Chia tay là bởi vì bọn em có khá là nhiều cái điểm nó không được tương đồng với nhau cho lắm.
Và cũng một phần nữa chắc là do cái lúc đấy là tuổi còn khá là trẻ, mọi cái suy nghĩ của mình nó chưa được chín chắn ạ. Sau với anh này thì cái thời gian thì ngắn thôi ạ, chỉ trong vòng vài tháng thôi ạ. Khi mà hai người không cho nhau được cái thời gian ấy thì tình yêu thì nó không được bền cho lắm. Nói chung hai bạn đều là những người trẻ thì trải qua những mối tình để mình rút kinh nghiệm thôi, chứ nó cũng là chưa thật sự là quá sâu sắc với mình. Rồi bây giờ thì hai bạn hãy diễn tả sơ sơ về cái ngoại hình của mình một chút xíu cho đối tượng dễ hình dung, bởi vì mình là đang cái chương trình là mai mối online. Một lát nữa tụi các em có thấy mặt nhau thì cũng chỉ nhìn thấy được có cái mặt không à, không có nhìn thấy được cái body của nhau nha. Bây giờ mình phải khai thành thật nào. Bây giờ Quý nào, Quý cao mét mấy? Em thì thành thật mà nói, em là cao 1m65, cân nặng là chỉ khoảng độ 56-58 cân gì đó. Trông em khá là gầy. Chị thấy em nhỏ con thôi chứ không phải gầy. Tuy nhiên được cái em tứ chi đầy đủ, ngũ quan cũng hài hòa nên là cũng lắm. Em tự tệ lắm. Ok, vậy là tốt rồi, tứ chi đầy đủ, ngũ quan hài hòa, tuyệt. Rồi, còn Huế à, chưa, em thì thấp hơn anh ấy nhiều ạ. Em chỉ có 1m50 thôi và em nặng có 45 cân. Có gì đặc biệt nữa không? Ừ. Con người của em thì chắc là được mỗi cái tính của em thôi, khá là dễ tính. Rồi, ok. Thế bây giờ thì Quý, em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Không cao hơn em. Đương nhiên rồi. Ok, đồng ý. Cân đối, hài hòa. Thực ra thì em không đặt nặng lắm những cái thứ tiêu chí bên ngoài, chủ yếu là cái tâm của các bạn như thế này. Thế thôi ạ. Ok, vậy còn Huế? Cao hơn em ạ, tầm khoảng 1m6 trở lên ạ. Rồi. Không mập quá. Như bạn đấy thôi là được ạ. Trời ơi, chưa thấy người ta mà nói như bạn ấy là được. Trời ơi. Không, cái đấy là cái hình dáng mà em đang tưởng tượng ra đấy. À, ok ok. Em không cần là một người là lúc nào cũng cầm cái điện thoại lên để suốt ngày nhắn tin cho em như thế này như thế kia. Nhưng mà em cần một cái người mà sau mỗi những cái giờ làm việc hãy dành cho em một tiếng để hỏi em là em đã ăn gì chưa, hoặc là hôm nay em làm việc như thế nào. Rồi, tôi lại thấy hai bạn rất là nhiều sự trùng khớp với nhau. Và bây giờ không để cho quý vị khán giả chờ lâu, hãy cho các bạn ấy kết nối với nhau ngay bây giờ ạ. 1 2 3. Hello, đẹp trai. Ơ sao đẹp trai thế? Ơ sao đẹp trai thế? Là rồi, nói chuyện với nhau đi hai đứa. Bây giờ em đang hồi hộp quá, em chả biết em muốn nói gì luôn á. Hình như là đây là lần đầu tiên em phải ngồi trước một cái anh chàng đẹp trai như vậy luôn. Ủa, chị nhớ lúc mà em đăng ký chương trình là em đòi hỏi là phải có một bạn trai đẹp trai mà đúng không? À, bởi vì là từ trước đến giờ em toàn yêu người xấu cho nên là giờ em yêu cầu vậy đó chị. Mà bây giờ đúng ý em chưa? Vượt xa ý của em rồi chị. Là đẹp trai hơn cái mức em tưởng đấy ạ. Ok, vậy chúc mừng em nha. Nãy giờ nhỏ dạ, em gu kìa. Sao sao rồi Quý? Biết nói gì được luôn ạ. Thật sự bạn nói thế em không biết nói gì hơn, em ngại thật. Để ít nhất phải anh cảm ơn em đồ gì thì mắc cỡ gì không biết nữa. Thôi bây giờ vậy, chị Tường để cho hai bạn nói chuyện với nhau một chút xíu. Chị Tường sẽ quay trở lại tự nhiên hỏi thăm nhau, rồi ăn ở, rồi địa chỉ, rồi hẹn hò như thế nào, quan niệm tình yêu, hôn nhân, gia đình gì đó, hai bạn thả thính cho nhau đi. Dạ. Rồi. Đang ở riêng đúng không? Ừ, tớ đang ở riêng. Tớ chỉ muốn hỏi là, nhưng mà cậu ở chỗ nào Lạng Sơn đấy? Tớ ở Văn Quan. Cậu ở đâu Lạng Sơn? Văn Quan à? Tớ ở thành phố cơ. Nhưng mà Văn Quan thì cũng không xa lắm, thì quê tớ cũng có người quen bác họ hàng ở trong đấy. Chính xác là chỗ nào Văn Quan? Tớ ở Tu Đồn á. Rồi, biết. Khoảng thì lên Lạng Sơn thì tầm khoảng 30 phút thôi. Cậu có về không? Chắc là tớ sẽ về. Nếu như cậu về cho tớ về cùng nhé. Được, tớ đang đi. Tớ ngại mà. Đứng ở đây tớ không nói ngại thì thôi, cậu ngại gì? Thật là tớ ngại lắm ấy. Tính như thế. Em cười tém tém lại Quế hơi Quế. Trời em thả thính quá, trời quá đất luôn. Này vừa qua hai cần ha. Ngoài sức tưởng tượng hả Quế? Chưa, em phải thả thính, em phải rước về bằng được ấy chị. Quý thì có vẻ trầm tính hơn Quế nha. Nhưng mà là từ chị thấy là hai bạn rất là xứng đó. Nhìn cái mặt xương xương qua cái màn hình, hai màn hình là thấy có cái nét hơi hơi là cái tướng phu thê đó nha. Hai cái lỗ mũi giống 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 nhau nè. Đó, tôi nói thiệt, thấy là cũng hơi ổn rồi đó. Hai bạn đã có cái lên lịch cái buổi hẹn hò gần đây nhất là lúc nào chưa? Chắc là vào ngày nghỉ chị ạ. Em có rủ bạn cùng về quê. Bạn đồng ý chưa?
Đấy là có phải là bạn rủ đâu, đấy là tớ bảo tớ về cùng đường thôi mà. Mà sao nãy giờ không anh em đi mà cứ bạn với tớ nha. Quý chủ động anh em cái coi sao mà cứ bạn với tớ hoài vậy nha. Bây giờ một phút thành thật nha. Bây giờ mình sẽ tự tố cái điểm xấu của nhau nha. Mỗi người sẽ tự nói ra ba cái tật xấu của mình. Em có cái tật xấu rất là xấu, đấy là em hay có vấn đề với thời gian. Là đồng hồ dây thun á hả, hay trễ giờ á hả? Không hẳn là tại em cố tình đâu. Em bị tội là em không cái chỗ làm của em chẳng hạn, là đáng lẽ em phải đi xe độ khoảng 15 phút chẳng hạn. Nhưng mà em cứ nghĩ là đi xe khoảng 10 phút thôi. Thế nên là lúc nào em sẽ bị muộn khoảng 5 phút. Thì độ khoảng 1-2 lần đầu tiên thì em sẽ bị giờ và bị trễ giờ. Nhưng mà sau đó thì em sẽ đỡ hơn, vì em căn được chỉnh được cái quãng thời gian đấy rồi. Trời ơi, sao mình không dư ra vài phút đi cho nó thư thả. Đầu ấy, bao giờ em cũng sẽ bị thế. Rồi, còn tật xấu gì nữa? Em hay lạc đường lắm, em định hướng kém. Đã, thứ ba thì em tức là em bị hạn chế trong cái việc là em chia sẻ với người khác ấy. Em cảm thấy rất là khó để làm cái việc đấy. Có vấn đề gì thì thường là hay giữ cứ âm thầm thế thôi, không nói nhiều. Hiểu. Còn Quế thì sao? Em sẽ đọc sách vào khung giờ tầm khoảng 12 giờ, 12 giờ trưa. Thì có rất là nhiều những cái hôm mà mình lại ngủ quá vượt cái thời gian đấy, không đọc được sách. Cái thứ hai nữa là em hay mắc bệnh nói nhiều ấy. Rồi gì nữa? Bởi vậy nên là chắc là nói nhiều hơn bạn nam bên kia rồi. Thôi kệ, phụ nữ mình nói nhiều một chút cũng không sao. Đàn ông chỉ cần lắng nghe và thấu hiểu là được rồi. Cái thứ ba nữa là bình thường thì là ví dụ như là bạn của em nó hay hẹn giờ là 6 giờ có mặt. Có khi là 6 giờ thì em mới bắt đầu từ nhà đi, hoặc là 6 giờ em mới chuẩn bị. Hai đứa giống nhau ghê. Mai mốt mà hẹn nhau hai đứa tự trừ hao luôn nhau nha. Bây giờ mình sẽ cảm nhận về nhau nhé. Mình chốt lại là mình có đồng ý hẹn hò với nhau, đồng hành với nhau hay không. Thì em cảm thấy bạn là rất là, sao nhỉ, trông rất là đáng yêu. Tính cách thì có rất là nhiều điểm tương đồng với em, bạn cùng quê với em nữa. Em thấy khá là thú vị. Em rất là muốn tiếp tục tìm hiểu bạn. Tìm hiểu rồi thì nó sẽ lộ ra nhiều cái xấu lắm đấy. Lúc đấy có hối hận đâu. Cứ phải tìm hiểu đã chứ, còn chưa biết là đi đến đâu mà đã lo cho cái sự đấy thì phí lắm, điển bông lắm. Ok, với cảm xúc hiện tại của em thì em cũng chả biết nói gì chị ạ. Tại vì em thấy là bạn ấy cũng có nhiều cái điểm để tương đồng với em á. Mà hầu như là từ trước đến giờ thì kể cả là em có yêu hai bạn đấy thì điểm tương đồng của nó hầu như là không có ấy ạ. Cho nên là lần đầu tiên em gặp cái người có điểm tương đồng như thế thì em đồng ý ạ. Đồng ý để tìm hiểu ạ. Với ơi, về Lạng Sơn với anh nhá. Với anh nhá. Wow, nghe câu cảm động thế. Về thành phố chơi một hôm. Nếu như cậu mời tớ sẽ về. Trời ơi, dễ thương quá à. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu mà em quyết định là mặt trời thì em hãy để cái vòng tròn lên như thế này và mặt em cười thật tươi lên, sáng như ông mặt trời. Ok không? Okay. Còn nếu mà em dạ. Là mặt trăng á thì em để hai cái tay trước má và em mặt buồn cho chị. Ok không? Dạ, dạ vâng ạ. 1 2 Chưa gì đã cười. 3 Mình dơ lên mình chờ nửa tiếng rồi. Trời ơi, người ta vơ từ hồi nào rồi. Chán cô ghê, cô Quế, lần sau cô phải đọc kỹ nội dung của chương trình nha. Người ta kêu in ra không chịu in, khổ ghê luôn vậy đó. Rồi, thôi dù sao thì chị Tường cũng chúc mừng hai bạn. Rồi, Quý, cho tôi biết cái hẹn đầu tiên, ngày giờ, địa điểm. Tôi rình, tôi coi. Có lẽ là em mong được gặp bạn ở thành phố Lạng Sơn trong một quán cà phê em rất là thích. Ủa chứ không có đi chung vậy nhau hả? Đi riêng hả? Thực ra em rất là mong, nhưng mà vấn đề là cái công việc của bạn ấy, em cũng không biết là bạn sẽ sắp xếp như thế nào và cái giờ về của bạn như thế nào ấy, để có thể là cùng về cùng một chuyến với nhau ấy. Sao Quế? Tớ nói là chỉ cần có lý do thôi mà, còn tất cả có thể gác lại được. Chắc là vào buổi sáng đấy. Khi đó tớ qua tầm khoảng 9 giờ rồi sẽ tới Bắc Ninh. Phiền cậu ra bất cứ chỗ nào đấy có thể bắt xe trên đường quốc lộ đi về. Rồi mình sẽ gặp phiền nhau. Cậu mới sợ chứ. Nếu như mà tớ không ra ngoài bắt xe thì cậu có vào đón tớ không? Cũng được, cũng không vấn đề gì. Thậm chí tớ xuống Bắc Ninh trước rồi mình cùng gọi xe từ đấy về cũng được. Tớ thì hay bị say xe. Rất là ngại đi ô tô. Thế đi xe máy vậy. Ok.
Rồi. Cậu chỉ là đường không? Nếu cậu chỉ là đường thì tớ sẵn sàng dám đi. Tớ chỉ lo là tớ đi xa tớ lạc thôi. Tớ có. Ủa? Được, thế được. Chưa thấy ai mà về quê mình mà sợ lạc đường luôn á. Tớ bảo rồi mà, tớ đi hướng rất là kém. Đi ô tô toàn ngủ thôi, nên là có biết đường đâu. Ôi trời ơi. Bao giờ về thì là về thôi. Có nhau là được rồi, chỉ cần hai đứa trên một chiếc xe có lạc đường cũng không sao, đi tới đâu thì tới nha. Rồi chúc hai bạn có một chuyến về quê cùng nhau thật vui vẻ. Cảm ơn hai bạn đã đăng ký tham gia chương trình. Viettel sẽ dành tặng cho người tham gia chương trình ghép đôi thần tốc 1 năm sử dụng gói cước data ST150K với 90GB trên một tháng, trị giá là 1.800.000 đồng, thoải mái online xem show hot cả ngày quý vị nha. Nếu như chúng ta chấp nhận hẹn hò mà tuổi từ 18 đến 22 thì sẽ được chương trình tặng thêm một cặp sim đôi Candy.